Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về gia công, lắp đặt ván khuôn cột. Nhiệm vụ của ván khuôn: làm khuôn mẫu tạm thời nhằm tạo ra hình dáng, kết cấu công trình theo yêu cầu của thiết kế, chịu tải trọng của bê tông ướt và các tải trọng khác trong quá trình thi công, quyết định tính chất, bề mặt kết cấu. Yêu cầu kỹ thuật: ván khuôn phải vững chắc, không bị biến dạng do tải trọng của bê tông, cốt thép và các tải trọng trong quá trình thi công, đảm bảo kín, khít, không làm mất nước xi măng trong quá trình đổ, đầm bê tông. Thiết kế và thi công đúng theo hình dáng, kích thước của kết cấu. Đơn giản, gọn nhẹ, tiện dụng, an toàn trong quá trình gia công lắp dựng. Gia công, lắp dựng ván khuôn cột theo trình tự như sau. 1. Trước khi lắp dựng ván khuôn, tiến hành định vị tim trục của cột, bật mực gửi tim trục ra ngoài để kiểm tra lại khi lắp dựng xong. Từ tim trục công trình, xác định kích thước bê tông cột. Mỗi mặt cột khoan hai vị trí cách mép góc cột từ 5 đến 10 cm, dùng thép D8 hoặc D10 đóng xuống vị trí khoan. Để một đầu nhô lên khoảng 5 đến 10 cm để làm cữ chân ván khuôn, đồng thời tiến hành buộc con kê lên các mặt cột. Mỗi mặt cột buộc 2 đến 3 hàng con kê, tùy vào bề rộng cột. Hai, gia công ván khuôn thành tấm, mỗi tấm bằng kích thước một mặt cột. Ba, dùng đinh thép liên kết ván khuôn đã gia công vào xà gồ theo chiều thẳng đứng thành một tấm cố định. Số lượng xà gồ đứng tùy thuộc vào chiều dày và bề rộng của mặt ván. Khoảng cách xà gồ đứng thường 20 đến 30 cm. 4. Vận chuyển các tấm ván đã gia công ép vào bốn mặt cột. Năm, dùng thép hộp liên kết thành từng cặp. Đặt các cặp thép hộp lên các mặt cột đối diện. Dùng ti gen, bát chuồn siết lại với nhau tạo thành gông. Gông cột có tác dụng làm đai bao xung quanh cột, giúp gia cố ván khuôn để tăng độ cứng cho ván khuôn, giữ cho ván khuôn cột đúng kích thước thiết kế, chống lại sức đẩy của bê tông khi đổ và đầm. Gông cột phải nhẹ, cứng, chịu được lực tốt, dễ lắp ráp và bảo quản. Sáu, sử dụng chống tăng, chống bốn mặt để giữ cột thẳng đứng, tăng giảm chống tăng để căn chỉnh sơ bộ phương thẳng đứng của cột. Đối với các mặt cột lớn, dùng hai hàng chống hai bên mép cột, căn chỉnh cả phương ngang để cột không bị vênh. Bố trí 2-3 lớp chống ở đỉnh cột, giữa cột và chân cột. Đối với các cột biên, cột góc không đủ điểm tựa để chống bốn mặt cột, ta dùng chống tăng để chống đẩy cột, kết hợp cáp tăng đơ để kéo, căn chỉnh cột. Sau khi chống và căn chỉnh sơ bộ xong, dùng máy hoặc treo quả dọi vào hai mặt cột để kiểm tra lại chiều đứng của cột. Tiếp tục căn chỉnh đến khi phương thẳng đứng của cột đạt yêu cầu. Các mặt cột lớn, treo mỗi mặt hai quả dọi để kiểm tra, tránh trường hợp cột bị vênh. Kiểm tra ván khuôn đạt yêu cầu. Tiến hành đổ bê tông cột. Đổ bê tông xong, kiểm tra lại các phương của cột một lần nữa, phòng trường hợp cột bị chuyển vị trong quá trình thi công. Đối với các công trình dùng cầu để vận chuyển ván khuôn, có thể gia công ván khuôn như sau. Dùng xà gồ 4x8 hoặc 5x10, ghép thành các cặp khung vuông góc với nhau. Dùng thép vê khoan lỗ hàn úp vào hai đầu khung. Hàn các khung đã gia công vào xà gồ đứng và ván khuôn, liên kết thành một tấm có hai mặt vuông góc với nhau, với kích thước của hai mặt tấm bằng kích thước của hai mặt cột cần thi công. Để thuận tiện trong di chuyển, trên đỉnh hai mặt tấm dùng thép hàn thêm hai móc cầu. Cầu hai tấm đã gia công úp vào cột.
dùng thanh ti gen, bắt chuồn, luồn qua thép về đã thổi lỗ từ trước để siết góc của hai tấm ván khuôn lại với nhau. Tiến hành chống tăng và kiểm tra căn chỉnh cột như phương án ghép ván khuôn ban đầu.